Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 60 tham dự viên khóa học thứ 16 mùa hè về khoa vật lý thiên văn cho Đài Thiên văn Vatican tổ chức từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 6 này tại Castel Gandolfo về đề tài sự thay đổi của các vì sao dưới ánh sáng những nghiên cứu mới mẻ và to lớn về thiên văn học. Các học viên đến từ nhiều quốc gia và các nền văn hóa khác nhau. Trong diễn văn tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, dưới ánh sáng của bao nhiêu thông tin về thiên văn học và trước vũ trụ bao la này, chúng ta cảm thấy bé nhỏ và có thể bị cám dỗ nghĩ rằng chúng ta không đáng kể gì. Trong thực tế, cảm giác sợ hãi ấy không có gì là lạ. Hơn 2.000 năm trước đây, tác giả Thánh Vịnh đã có thể viết khi con thấy các tầng trời, công trình của tay Chúa, mặt trăng và các vì sao Chúa đã dựng nên, con nghĩ con người có là gì mà Chúa nhớ đến, loài người là chi mà Chúa phải quan tâm. Đức thánh cha cũng nhắc nhở rằng trong tư cách là các nhà khoa học và tín hữu, điều luôn luôn quan trọng là bắt đầu nhìn nhận có rất nhiều điều chúng ta không biết, nhưng một điều khác cũng rất quan trọng, đó là không bao giờ ở lì trong thái độ theo chủ thuyết bất khả tri cho rằng con người không biết gì ngoài các lãnh vực trí tuệ của mình chúng ta không bao giờ được nghĩ rằng mình biết hết mọi sự cũng vậy chúng ta không bao giờ được sợ cố gắng học hỏi hơn nữa đức thánh cha nhận xét rằng biết về vũ trụ ít là một phần biết chúng ta biết điều gì và những gì chúng ta không biết và có thể làm gì để biết hơn nữa đó là nhiệm vụ của các nhà khoa học nhưng cũng có một cái nhìn khác cái nhìn siêu hình học nhận biết nguyên nhân đầu tiên của vạn vật ẩn nấp đối với các dụng cụ đo lường và có một cái nhìn khác nữa đó là cái nhìn đức tin đón nhận mặc khải sự hòa hợp các lãnh vực tri thức ấy dẫn đưa chúng ta đến sự hiểu biết sự hiểu biết mở ra cho chúng ta sự khôn ngoan